sản phẩm mới nghe em ơi, mà giá thì siêu sập sàn cho tất cả quý khách hàng bên em luôn. Từ những quả pin này, dòng xả cao anh em nha, phụ kiện rồi, máy móc tầm này Tết nhất đến nơi rồi, giá sale rẻ sập sàn luôn. Ngoài ra thì anh em mua hàng với em trong thời điểm này thì các bác có cơ hội gọi là tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng bên em rồi. Dù anh em mua phụ kiện hoặc anh em mua máy móc đều có cơ hội như nhau anh em nha. Rồi, mua nhiều giá rẻ mà lại có nhiều chương trình ưu đãi quá luôn. Và anh em mua hàng bên em thì các bác nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Anh em mua hàng thì không cần phải cọc hoặc chuyển khoản gì nha. Anh em nói chung là yên tâm luôn. Rồi, giá thì sale sập sàn luôn. Và anh em cùng em đi xem một số mã sản phẩm các bác nhá. Một cái lô kéo cắt cành này. Anh em nhìn nó xịn sò này. Kéo cắt cành loại lưỡi vàng nha. Con này làm bằng thép SK5 này. Đây, làm thép SK5 anh em nha. Rồi, anh em mở ra này. Ok cho em. Rồi, cá này có thể màu đỏ, màu xám này. Có một cái lò xo đi kèm luôn anh em ơi. Một lò xo dự phòng luôn. Rất là ngon anh em mà tỉa cây, tỉa cành ở nhà. Quá tiện lợi luôn. Giá sale cho các bác luôn 130 ngàn. Bên em bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em đều được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán này. 130k thôi các bác nhá. Quá là bèo luôn rồi. Rồi là một cái kìm điện đa năng. Một kìm đa năng này, anh em gọi là kìm 5 trong 1. Bắn cốt này, kìm điện này, rồi là tước dây các kiểu. Trời ơi, kìm 5 trong 1 luôn anh em ơi. Đây, kìm 5 trong 1 anh em ơi, quá là ngon luôn. Ôi, thép là làm bằng thép CRV anh em nha. Bấm cốt này, kìm tước dây này, kìm điện này. Rồi, mà giá thì bèo bò luôn 180 ngàn. Là bên em bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Các bác nhận hàng, các bác đều được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán. Kìm này còn cỡ chì luôn, cỡ to luôn anh em ơi. Cỡ to mà sale giá bèo. Cỡ to mà sale giá bèo cho anh em mình luôn. Con này dài bao nhiêu? Dài 225 mini. Rồi, có nghĩa là 23 phân. Tầm đấy thì phải. Quá là ngon, 180 thôi các bác ạ. Lên tiếp cho em nào. Anh em nào mà muốn lặt vặt các bác sửa chữa gia đình, sửa chữa tại nhà thì các bác có thể lên luôn cho em là một bộ khẩu 46 món, 46 chi tiết này, có cần tự động này, có tay nối dài này, rồi là có những cái đầu lắc léo và có khẩu từ 4 cho đến là 14, những cái mua vít 3 ke vặn các kiểu lục giác. Rất là ok một bộ phụ kiện như thế này, 46 món, 46 chi tiết, 180 ngàn. Bên em bao phí vận chuyển toàn quốc. Ngoài ra anh em nhận hàng thì anh em đều được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán. Ngày hôm nay thì bên em lại về thêm một lô pin, phải nói là cực kỳ là ngon anh em ạ. Lô pin siêu xịn sò luôn. Rồi, nhiều bác hỏi bên em là trời ơi sao mà đợt rồi mà bạn anh em báo là cái pin Navara 15 cell 6A mà báo 450 mà lên anh gọi điện mua được khoảng 500 đúng không ạ? Thì lên luôn cho em. Đợt này công ty có nâng cấp lên, nâng cấp lên anh em nha. Pin 15 cell 6A bình thường thì có mạch 3 MOSFET thôi, mạch 3 MOSFET hiện tại nâng cấp lên là mạch 4 MOSFET, dòng xả lên đến là 80A luôn em nha. Lại có cả mạch báo pin, có cả báo pin luôn. Đây đây, một cell pin này, anh em nhìn mạch rất là to này. Em sẽ bỏ ra cho anh em mình xem luôn này. Có thể xem luôn. Một quả pin thế này, một khối pin này, 15 cell 6A, mạch là mạch 4 MOSFET, dòng xả lên đến 80A, một cell pin là 2000 mAh như này. Và có báo pin cho tất cả anh em mình luôn. Mạch thì mạch rất là lớn luôn các bác nhá. Giá sale 500 ngàn. 500 ngàn à, bên em bao phí vận chuyển, pin dòng xả lớn. Pin dung lượng lớn, dòng xả cao anh em ạ. Cái này thì các bác nào mà dùng chân pin phổ thông, chân pin M21 chuyển luôn cho em. Hoặc anh em nào dùng máy bãi, máy nhật thì anh em cứ báo với em. Em hàn thêm đi ốt cho các bác nhà mình có thể sang máy nhật, máy bãi xài ok luôn nha. 500 ngàn bao phí vận chuyển.
Anh em nào gặp tình trạng máy mài, máy cắt, máy khoan, máy tông bị ngắt mạch triển luôn cho em. Hoặc là các bác dùng những con chuyên vít, những con 13 ly, con bù lông, muốn thời lượng thời gian sử dụng được lâu hơn, các bác cũng có thể triển lên cho em này. Ngoài ra này, anh em muốn gọi là tôi cầm 15 cell thì nó nặng quá, tôi muốn là cầm những con cái cục pin là nó nhẹ hơn nhưng mà phải là dòng xả cao, để dùng máy mài hoặc là máy cưa xích, cưa gỗ không bị ngắt mạch thì triển luôn cho em. Hiện tại này, ơi anh em ơi, mạch rồi, có báo pin luôn. Mạch 4 MOSFET thế này, pin 4A. Pin 10 cell 4A có báo pin. Một cell pin thì sẽ là 2000 mAh. Một khối như thế này, 10 cell 4A luôn anh em nha. Dòng xả lên đến là 80A luôn. Máy mài máy cắt vô tư thoải mái không ngắt mạch cho em. Giá tới các bác 400.000, bao phí vận chuyển toàn quốc. Ngoài ra thì bình thường phải 15 cell thì mới có là 6A, 15 cell mới có là 5A. Nhưng hiện tại luôn cho em 10 cell mà lên đến là 5A luôn. Muốn cầm nhẹ mà lại được cái dung lượng lớn thì anh em triển luôn cho em mã pin này. 10 cell mà 5A luôn. Một cell pin các bác nhìn rõ giúp em, 2500 mAh. Lại còn có cả báo đèn như thế này luôn. Anh em ơi, mạch thì rất là lớn luôn. 4 MOSFET dòng xả 80A. Mà giá quả pin như thế này cho anh em nha. Đây, dùng máy mài máy cắt thoải mái cho em. 450.000, bao phí vận chuyển. Đấy, bình thường các bác dùng những quả pin lớn, pin 15 cell mới được là dung lượng là 5A. Ngay hôm nay quả pin 10 cell cầm cho nó vừa tay mà dung lượng là 5A luôn. Quá là ngon anh em nào mà dùng mà đang gặp tình trạng là pin bị sập, hoặc là các bác pin mà dùng được ít không bị ngắt mạch thì triển luôn cho em mã pin này. 10 cell 5A của Navara 450k, bao phí vận chuyển anh em nha. Ngoài ra này, đây ngày hôm nay em về này, về thêm cưa kiếm này. Phải nói là cưa kiếm của Lê Tông hết hàng khá là lâu. Hết hàng một thời gian, ngày hôm nay mới về thêm được hàng anh em ơi. Con này sử dụng chân pin phổ thông, chân pin màu 21. Anh em nào đang sử dụng chân phổ thông rồi có thể chuyển mã này cho em. Thân cưa kiếm của Lê Tông, mã là CS CK20 anh em ơi. Có tặng kèm luôn các bác là 4 lưỡi cưa đi kèm, 2 lưỡi cưa gỗ và 2 lưỡi cắt sắt luôn các bác ạ. Và hộp đựng như thế này luôn. Giá tới tay anh em chỉ có 600.000 thôi. Hàng công ty, hàng chính hãng, hàng Lê Tông anh em ơi. Bao chất lượng tới tay quý khách hàng bên em luôn ạ. Ngoài ra này, đây có một mã bu lông này. Có một mã bu lông em đang thanh lý giá rất là bèo bọt luôn anh em ạ. Phải nói là quá bèo bọt luôn. Wow. Bu lông 2-1 luôn anh em ơi, bu lông đầu rỗng, vừa siết ốc vừa bán vít bán tôn luôn. Chân pin lại là chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita. Anh em mà đang có nhu cầu một con máy có thể vừa siết ốc này, bán tôn vừa khỏe vừa đẹp thì chuyển luôn mã này cho em. Có đúng một thùng thôi, thanh lý giá rẻ sập sàn luôn. Một bộ sẽ là một thân máy này, 2 quả pin 10 cell chân phổ thông, một sạc, một đựng và có một khẩu 22 đi kèm luôn. Giá thì quá là bèo luôn anh em ạ. Rồi là các bác muốn cưa, gọi là cưa cây tỉa cành. Anh em muốn cưa cây tỉa cành, tầm này các bác làm vườn, triển luôn cho em. Đây, một mã phải nói là rất là hot trong thời gian vừa qua. Sử dụng chân pin phổ thông, anh em nào mà cứ dùng chân phổ thông thì các bác triển luôn này. Thân máy này, một cái gọi là cái ống tra dầu này, lam anh em nhớ, lam này. Lam này thì nó dài là 6 inch, tương ứng là 18,5 cm này. Xích luôn các bác ơi, phiếu bảo hành của Lê Tông này, mã M21CS06BLC anh em nha. Con này là 6 inch anh em ạ. Rồi, các bác mà cưa gỗ, gọi là cưa cây này, cây ổi, cây nhãn rất là tiện lợi luôn. Nhà em là có video test thử rất là nhiều về mã này rồi. Không những nhà em mà trên thị trường có quá trời luôn. Mã này phải nói là một mã mini siêu nhỏ gọn của Lê Tông mà lại rất là khỏe. Này dùng là dùng gọi là motor brulette không tham luôn. Đây anh em nhé, có cả cái tay, cái là cái dụng cụ chắn này, tay mở luôn các bác ạ. Thì em sẽ gấp, đã lắp hoàn thiện cho các bác nhà mình xem luôn. Đây, em đã lắp hoàn thiện cho nhà mình xem luôn rồi. Một thân máy cưa xích pin,
một thân máy cưa xích pin của Dayton như thế này. Hàng ngon, giá thì quá là bèo luôn. Motor của Rolex không than anh em ơi. Phải nói là cắt bao ngọt. Anh em nhà có cành ổi, cành nhãn muốn cắt triển luôn má này cho em. Hàng Dayton mà còn motor từ không than luôn. Giá tới đây anh em 770.000. Sở hữu luôn cho em thân cưa đa năng 6 inch. Thân cưa xích 6 inch, mã là CS06BLC cho em 770.000, motor từ không than luôn các bác nha. Sử dụng hệ chân Makita thế này nên anh em cứ có pin như thế này anh em chỉnh luôn cho em, chân pin phổ thông này. Ngoài ra anh em mà muốn cắt gọi là những cái trên vật liệu mà cái diện tích nó lớn hơn thì anh em có thể lên luôn cho em là một cái mã gọi là mã công nghiệp hơn, màu 21 chân phổ thông này. Con này là CF08BL. Lưỡi lam anh em ơi, dài 8 inch nha. Lưỡi lam con này là dài 8 inch luôn, nhìn nó dày nó to thế này các bác ơi. Có tay cầm bảo vệ, dụng cụ chắn này, xích này. Đây, dụng cụ các bác để lam này. Đặc biệt luôn này có cả cái hộp đựng bằng nhựa luôn nha. Hộp đựng bằng nhựa hàng của Dayton. Bao ngon bao xịn cho anh em luôn. Đây, dụng cụ mở này. Dụng cụ mở đầy đủ luôn các bác nha. Con này thì em cũng đã lắp sẵn cho anh em mình xem thử luôn này. Em đã lắp hoàn chỉnh cho các bác mình xem luôn rồi. Đây, anh em có thể nhìn giúp em này, cầm này. Con này là biệt luôn, tra dầu tự động anh em nha. Tra dầu là tra dầu tự động luôn. Chân pin phổ thông, chân pin M21, chân pin Makita. Nên là anh em nào đã có những quả pin chân phổ thông rồi, chuyển mã này cho em. Hàng này là hàng công nghiệp, anh em nào mà nhà làm vườn có thể chuyển luôn cho em nha. Phải nói là quá ngon luôn. Mã này là CS08BL cho em nha. Chân pin phổ thông anh em ạ. Con này còn có chức năng khóa an toàn. Đây, anh em nhìn giúp em này. Em sẽ lắp thử qua một quả pin cho các bác xem luôn này. Anh em ơi, em lắp vào mà bấm không có được đúng không ạ? Bấm không có được. Bởi vì đang khóa an toàn. Đôi khi là phòng trường hợp mà mình dùng mà mình để quên, trẻ con, trẻ mỏ đụng vào sợ nó gọi là có nguy hiểm á. Đây, anh em bấm giúp em. Bấm giữ 3 giây cho em. Để máy lên nha. Ok. Wow. Thân cưa xích 8 inch cho em. Chân pin phổ thông như thế này anh em ơi, mã là CS08BL. Thân máy có hộp đựng 1.550.000 cho em. Máy to, máy khỏe, làm công nghiệp cắt nhiều cứ cắt mã này cho em. Còn các bác mà gọi là cắt ít, cắt vừa phải thì anh em có thể lấy cho em cái mã mà 06BL, nhỏ gọn cũng rất là khỏe luôn. Đều là motor từ không chổi than anh em ạ. Rất là ngon anh em nha. Và một mã sản phẩm này dùng cho các bác sử dụng gia đình hoặc là anh em làm đồ điện tử. Đây thì lấy luôn cho em Hukan F8 anh em nha. Hukan F8 luôn các bác ạ. Motor là motor có than. Đây này anh em ơi, Hukan logo sập nổi luôn. Con này anh em là dùng gia đình này, các bác gọi là mở thiết bị này, hoặc là anh em mở đồ điện tử, làm đồ điện dân dụng có thể chuyển luôn cho em. 3 chức năng mà 25 cấp trượt, 2 cái tốc độ nhanh chậm điều chỉnh trên thân cho em. Một máy này, 2 quả pin 5 cell, 1 sạc, 1 hộp đựng. Và bộ phụ kiện 21 chi tiết trên truyền hình. Cả bộ thế này, các bác về nhà sửa lặt vặt trong gia đình cũng rất là tiện. Hoặc là anh em gọi là anh em làm đồ điện tử, mở thiết bị rất là ok luôn cho em. Cả bộ giá 600.000, bao phí vận chuyển toàn quốc. Sau đây anh em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán nha. Còn anh em mà cần sự nhỏ gọn để anh em làm leo trèo trên cao này. Con này đang hết pin, con này đang hết pin này. Rồi, nghe giúp em này. Lên luôn cho em con Hukan XC5. Dòng này em bán cực kỳ là nhiều luôn. Motor là motor từ không chổi than anh em nha. Đầu kẹp 10 ly, 10 ly 23 cấp trượt và 2 chức năng luôn anh em ạ. Rồi, đèn led thì phải nói là siêu siêu sáng luôn rồi.
quá là ngon các bạn ạ. Anh em làm trần vách thạch cao, làm nhôm kính rất là tiện lợi luôn cho em. Con này thì tốc của nó thì siêu khỏe luôn. Tốc chậm là 580 vòng, mà tốc nhanh là 2100 vòng luôn. Con này công ty cải tiến vòng tốc, vòng tua của nó rất là cao luôn anh em nha. Cả bộ một máy hai pin, một sạc, một cốc này, cốc sạc luôn. Motor từ không chổi than, có phụ kiện thế này. 750 ngàn bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng cho em nha. Trời ơi, một mã sản phẩm phải nói là rẻ bèo luôn. Lần này công ty thanh lý sale giá rẻ sập sàn luôn. Tầm này cuối năm rồi anh em ơi, cuối năm rồi, giá sale rẻ, rất là nhiều chương trình. Nên là anh em mà đang có nhu cầu hoặc muốn mua sản phẩm nào, có thể triển luôn trong tầm này. Triển luôn trong tầm này cho em, phải nói là ngon, khỏe, chất lượng luôn. Mà giá thì quá là bèo với tầm này luôn. Hiện tại thì có, hiện tại thì cửa hàng của em cũng đang áp dụng chương trình là siêu khuyến mãi trong tháng này. Chương trình trong tháng được bốc thăm trúng thưởng, nên các bác cứ mua hàng em trong tháng này thì đều có cơ hội bốc thăm nha anh em nha. Rồi, khoa bê tông 3 chức năng, một mã thanh lý sập sàn luôn. Phải nói thanh lý sập sàn luôn các bạn. Motor đồng, gọi là motor, gọi là cái hàng gọi là quấn bằng dây đồng 100% luôn này. 3 chức năng, khoan bê tông, khoan búa và đục luôn cho em, đầu 2/26 anh em nha. Có cả đảo chiều luôn. Đây, công tắc bóp cò thế này luôn. Một máy này, anh em mà khoan bê tông quá trời chuyển luôn. Dây khá là dài luôn. Tặng kèm nguyên cả hộp đựng như thế này luôn anh em nha. Tặng kèm cả hộp đựng thế này, mà giá tới tay anh em nhà mình luôn, 650 ngàn. 650 ngàn là bên em bao phí vận chuyển. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái cho em ạ. Và tầm này là tầm cuối năm rồi anh em ơi, xịt rửa xe thì quá trời rồi anh em mà. Các bác mà đôi khi anh em xịt rửa vườn này, tưới lan hoặc tưới hồng rất là tiện dụng luôn. Công ty lần này lại có tặng luôn cho anh em luôn là một cái túi đựng, túi đựng của đế tông này anh em ơi. Quá là đựng được nhiều đồ quá trời luôn á. Các bác đựng máy rửa xe vô đây, xách đi tiện lợi, mà tưởng gọi là xách đi du lịch luôn. Quá ngon luôn. Thân máy sử dụng chân pin phổ thông luôn. Cần nối dài này, rất là dài luôn anh em nha. Rồi, cần con này thì rất là dài như thế này luôn. Lại còn có cả, ơi, đây, còn có cho các bác mình luôn này. Hai bếp luôn, một bếp phun tia, một bếp phun tỏa anh em ơi. Lại còn có cả dây này, cốt các kiểu này, lắp cặn, có cả bình bọt xà phòng nữa anh em nha. Lắp thử vô quả pin cho phụ. À, được rồi, con này đặc biệt luôn này. Đặc biệt luôn, hiện tại là có tặng kèm các bác luôn. Một bếp phun còn là 6 tia luôn anh em ơi. Điều chỉnh các kiểu luôn cho em. Không độ, 15 độ các kiểu đi ra này. Phải nói là rất là khỏe, rất là sướng luôn. Phụ kiện thì quá trời ngon. Anh em mà cứ có những quả chân phổ thông thì anh em lấy luôn thân thân mảnh cho em. Nghe tiếng máy này khỏe lắm luôn. Hôm nay phải khó là chỉnh rửa vô tư luôn này. Thì rửa sân vườn quá là tiện lợi luôn anh em nha. Tưới cây rất là ngon luôn á. Mã máy con này là M21SRX775 cho em. Công suất tương đương lên là 180W anh em nha. Thân máy rửa xe pin thế này 950 ngàn luôn anh em sở hữu luôn cho thân này. Có túi đựng này, có cả bếp phun 6 tia. Và con này, mã này thì siêu khỏe luôn anh em ạ. Phải nói là quá là ngon luôn. Đặc biệt luôn, anh em nào mà muốn cưa đa năng này, đa năng tiện dụng. Tầm này đa năng tiện dụng này, thứ nhất anh em cưa sắt, anh em cắt sắt này, anh em cưa gỗ này, anh em cắt gạch. Triển luôn cho em một mã thân cưa đa năng của Đích Tông, phải nói là siêu hot anh em ạ. Thân cưa đa năng này, lấy một tấc tư luôn anh em nhé. Tầm này công ty có cải tiến luôn. Mã máy con này là CS05BL anh em ạ. Một tấc tư, vòng tua là 6000 vòng cho em. Có thể các bác cắt được, gọi là anh em cắt được góc nghiêng. Cắt góc nghiêng 45 độ cho em. Rồi, anh em nhìn rồi em nha. Cắt góc nghiêng 45 độ này. Anh em lại còn có thể các bác là cắt vuông góc thế này. Cắt vuông góc như thế này luôn anh em ơi. Rất là ngon và rất là tiện dụng luôn. Tặng luôn cho các bác một lưỡi cắt gạch một tấc 25 này. Thôi cắt gạch luôn. Trời ơi quá là ngon. Hàng tặng, nhưng mà hàng của công ty phải nói là đỉnh của chóp luôn. Siêu xịn sò luôn anh em ạ. Một lưỡi cưa đa năng một tấc 25.
Thực ra thì từ Đà Nẵng này các bác mua ngoài thị trường rất là khó mua, rất là khó mua, em phải khẳng định luôn. Công ty nghĩ đến điều đó nên là làm tặng luôn cho bác. Hàng chất lượng các bác bình thường mua cái lưới này phải 200-300 ngàn ngoài thị trường rồi. Cua Đà Nẵng các hợp kim này, cắt nhôm, cắt sắt ok luôn các bác ạ. Này còn tặng tặng anh em luôn là một lưới cưới gỗ 1 tấc 4 luôn. Ơi mua một mà được phải 4 luôn. Mua một máy thôi mà được cả thân máy này, cả 3 lưỡi thế này luôn anh em ạ. Thân máy cho em 1.280.000 cho em, 1.280. Sở hữu luôn cho em thân cua Đà Nẵng của Lê Tông lưới 1 tấc 4 anh em ạ. Rồi lên tiếp cho em là một thân máy thổi bụi. Thân thổi bụi luôn cho em. Thân thổi bụi của Huka đó nha. Tầm cuối năm rồi, hút thổi bụi anh em làm nghề mộc này, anh em làm gia đình khỏe, ok chỉ luôn cho em con này. Rồi thân máy thổi của Hukan cho em chân pin phổ thông anh em nha, các bác cứ dùng chân phổ thông anh em xài cho em con này. Thân máy 600.000 bao phải ship, có một túi lọc bụi luôn các bác nha. Cái này thì em có bán thân máy và em có cả bán pin sạc luôn. Nếu mà anh em có pin sạc rồi anh em lấy thân máy, còn chưa có gì cả lấy cả bộ cho em, lấy cả pin cả sạc luôn. Và một mã đang thanh lý siêu sập sàn luôn anh em ơi, Hukan F66 cho em. Giá phải nói là sale quá là bèo luôn. Một bộ gồm một thân máy này, 2 quả pin 10 cell chấn phổ thông, một sạc, một hộp đựng như thế này. Bình thường 1.450.000, ngày hôm nay thanh lý hết cho các bác. Giá là 1.350.000. Bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Quá là ngon luôn anh em ạ. Chương trình con này thì quá là hấp dẫn luôn. Phải nói là rất là nhiều mã mới về này, sale giá bèo mà hàng chất lượng anh em nhé. Phải khẳng định luôn là hàng chất lượng tới tay quý khách hàng bên em. Từ những con bu lông này, rửa xe này, thân cưa này, máy 13 ly rồi là các kiểu phụ kiện, quá là ngon luôn. Pin này, dòng xả cao luôn. Đợt này anh em còn có được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi mua hàng bên em luôn. Nên là anh em có nhu cầu mã máy nào có thể alo trực tiếp bên em. Tất cả các đầu số anh em đã để trên màn hình này, 0929826628 hoặc 0982826628. Cửa hàng anh em ở tại Lý Nhân Hà Nam, anh em nào gần qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng anh em nha. Và các bác quan tâm bên em thì có thể đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để cập nhật những video clip mới nhất ạ. Vâng, xin chào tạm biệt tất cả anh em ạ.